Những cách thay đổi vận mệnh đời người. Quan điểm của Phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài. Mệnh và vận đã được định đoạt sẵn, con người không thể nào vượt qua được số phận. Nhưng cũng cùng lúc đó, các nhà học giả cho rằng đức năng thắng số, khuyên con người hành thiện sẽ cải được vận mệnh, trả được nghiệp quả và có một cuộc đời an bình hơn. Phân tích theo quan điểm của các nhà mệnh lý học, mệnh là một phạm trù gần như cố định. Vận thì vận hành tuần tự theo thời gian nhất định. Mệnh và vận trên thực tế là một quy luật khách quan của sự vận động. Vậy vận mệnh đã là một quy luật khách quan thì điều chỉnh bằng cách nào được? Nghiên cứu tứ trụ, am hiểu tứ trụ là một trong các phương pháp hữu hiệu để có thể điều chỉnh mệnh vận của một con người thuận theo tự nhiên và đạt được hiệu quả tương đối rõ ràng. Và trong bài này sẽ phân tích và điểm lược một số các quan điểm của các nhà mệnh lý học trong lịch sử, Lưu Bá Ôn, Thiệu Khang Tiết cũng như đương đại từ Nhạc Ngô, Thiệu Viễn Hoa, Lý Hàm Thường, Lý Cường Minh nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn rõ hơn phép cải vận đời người qua phân tích và ứng dụng quan điểm tứ trụ. Theo các nhà nghiên cứu về lý thuyết dụng thần tứ trụ thì có thể hiểu điều chỉnh vận mệnh theo những cách sau. Một, phép đặt tên để cải mệnh. Vào ngày sinh âm dương tứ trụ bát tự của mỗi người, tổ hợp ngũ hành tìm ra dụng thần, sau đó nắm ngũ hành dụng thần diễn biến thành một tên nào đó có thể đại biểu ngũ hành dụng thần. Việc sử dụng một tên mới là dụng thần để cải mệnh, có cả một lý thuyết riêng về việc này. Dựa vào nhu cầu ngũ hành của bản thân, chọn lấy một cái tên phù hợp cũng sẽ có tác dụng tốt đối với vận mệnh. Phương pháp này có một tác dụng nhất định vì họ tên sẽ theo con người suốt cuộc đời. Chẳng hạn, nếu đứa trẻ sinh ra với giờ, ngày, tháng, năm đã định, thì thầy mệnh lý xem xét hỷ dụng thần của đứa trẻ này là gì, thì họ sẽ chọn một cái tên đúng với hỷ dụng thần của đứa trẻ. Ví dụ đứa trẻ cần hỏa, thầy có thể chọn tên tâm hoặc tuệ, tức là hỏa, v.v. Rất nhiều người không hiểu được bí mật này, nên chỉ chọn tên không xung khắc với ngũ hành nạp âm của đứa trẻ. Ngũ hành nạp âm như đại kê thủy, tích lịch hỏa. Điều này thật đáng tiếc, và có rất nhiều người đã dùng ngũ hành nạp âm và xem đó là ngũ hành của bản thân mình. Thực chất, ngũ hành nạp âm không có tác dụng nhiều cho các ứng dụng của con người trong cuộc sống thực tế. Danh tính có vai trò rất quan trọng bởi đó là nhân tố thường xuyên tác động đến bản mệnh. Cái tên gọi mỗi ngày sẽ có tác dụng to lớn đến quá trình cải tạo vận mệnh. Tính danh ảnh hưởng đến 4% vận mệnh. Vì vậy, khoa học tính danh học đã phát triển sử dụng âm dương, ngũ hành bổ trợ cho vận mệnh. Để biết mệnh của mình thiếu hành gì, phải dùng môn bát tự để xem xét, sau đó đặt lại tên để bổ cứu. Người ta đổi tên sao cho tổng số nét chữ họ và tên mới vào đúng những số tốt thì vận mệnh người này thay đổi tốt lên 4%. 2. Phép làm việc thiện để cải mệnh. Thường nói nhất thiện dạy bách tai, có thể thông qua hành vi quyên góp tiền, cứu tế hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người già cô quả, giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa, bỏ học, quay lại trường học tập, sửa cầu, vá đường, phóng sinh, tiến hành tu sửa vận mệnh. Chỗ này là phép làm việc thiện để cải mệnh. Theo quan điểm của Đạo Phật thì luật nhân quả xuyên suốt quá khứ vị lai. Con người sinh ra đời là kết tinh của nghiệp quá khứ, tức là những gì đã tạo tác trong các kiếp trước. Thuyết định mệnh theo ý nghĩa đó đã được các nhà nho tóm tắt trong câu dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết trong kiếp sống trước mình đã làm những gì, thì hãy nhìn xem hiện tại trong kiếp này mình đang được hưởng những gì. Muốn biết trong kiếp sau mình sẽ được hưởng những gì, thì hãy nhìn xem trong kiếp sống hiện tại mình đang làm được những gì. Theo thuyết này thì con người có nhiều kiếp sống, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Mỗi kiếp sống gồm có hai phần. Một phần là kết quả của kiếp trước và một phần là nguyên nhân của kiếp sau. Trong kiếp sống hiện tại của một người nào đó, ta có thấy hai phần. Một phần là những gì người đó đang thụ hưởng và một phần khác là những gì người đó đang làm. Phần người đó đang được thụ hưởng là phần được sinh ra trong một gia đình giàu có sang trọng lại thông minh, được may mắn thành công và hưởng nhiều hạnh phúc sung sướng ở đời. Phần này là kết quả của những việc làm có thể là rất tốt, rất thiện, rất đạo đức của người đó ở hồi kiếp trước. Tuy nhiên, phần người đó đang làm trong kiếp này như khinh người, hiếp đáp kẻ khác, có những hành động độc ác thì những việc làm xấu xa đó là nguyên nhân của một kiếp sau,
có thể sẽ là rất hèn hạ khổ đau. Kiếp sau, có thể người đó sẽ phải sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại có thể không đủ khôn ngoan, không có cơ hội học hành, phải sống cuộc đời nghèo khổ, bị nhiều người khinh bỉ. Trong thực tế thì ai cũng biết là khi ta đối xử tử tế, lịch sự tốt đẹp đối với những người chung quanh ta, thì dĩ nhiên ta cũng sẽ được điều người ta đối xử tử tế, lịch sự và tốt đẹp lại. Ngược lại, nếu ta có những hành vi không ra gì đối với những người xung quanh, thì khó mà mong rằng người ta thương mến đối xử tốt với mình. Thực tế cho thấy không ai chịu tốt bụng để cứ đối xử tốt đẹp mãi với một người đã có lối xử sự không ra gì đối với mình. Bánh sắp đi, bánh quy lại. Cũng như ăn miếng thì trả miếng, có chung ý nghĩa về nhân quả. Theo quan điểm của Đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể báo ứng ngay hiện tại, góp phần cải thiện vận mệnh. Các việc thiện có rất nhiều như giúp người khó khăn, chữa bệnh, làm đường xá, cầu cống, ủng hộ thiên tai, hiến máu nhân đạo. Thực tế cho thấy hạnh phúc lớn lao của con người chỉ đạt được khi mà hạnh phúc ấy được chia sẻ với những thành viên khác trong cộng đồng. Tích đức hành thiện sẽ cải số được 8% số mệnh cuộc đời. Chuyện kể rằng tại một ngôi chùa nọ có một chú sa di được sư phụ cho phép trở về thăm cha mẹ. Vì sư có thần thông nên được biết trong vòng một tháng nữa là thọ mạng của chú sa di sẽ chấm dứt. Trên đường đi về quê, chú sa di thấy một ổ kiến lớn đang sắp sửa bị trôi theo dòng nước lũ. Chú vội vàng tìm cách cứu để ổ kiến khỏi bị chết. Chú về thăm nhà và sau đó trở lại chùa. Nhiều tháng trời trôi qua, chú vẫn tiếp tục tu hành, niệm Phật, ăn chay bên sư phụ. Sư phụ của chú rất thắc mắc, một hôm hỏi chú chuyện gì đã xảy ra khi chú về thăm cha mẹ. Chú kể rõ từ sự chuyến về thăm quê, kể cả chuyện chú cứu vớt một ổ kiến to. Sư phụ mới hiểu việc kéo dài thọ mạng chính là nhân cứu giúp chúng sinh và nhân không sát sinh. Trong kinh Phật cũng vậy, nhân sát sinh có thể đưa đến địa ngục, làm loài bàng quan quả báo nhẹ là làm người với tuổi thọ ngắn hay là mệnh bệnh hoạn. Qua câu chuyện trên thì chúng ta thấy muốn được báo quả giàu sang sung sướng là do nhân bố thí đời trước, được quả báo thông minh là do nhân khuyên người khác làm lành tránh ác, quả báo tướng mạo đoan trang đẹp đẽ là do nhân đời trước giúp đỡ kẻ tật nguyền. Chú Sa Di trong câu chuyện trên nhân cứu mạng sống của một ổ kiến to không giết hại chúng sinh nên mạng sống được kéo dài không bệnh tật. 3. Phép tu tâm dưỡng tính cải tính mạng. Có thể thông qua tu luyện khí công hữu ích, luyện thư pháp hội họa, nuôi chim, trồng hoa cảnh, học tập văn hóa, khoa học tri thức, không ngừng tăng cường tu dưỡng thân tâm, từ bỏ cá tính cùng tâm tính bất lương. Chỗ này chính là phép tu tâm dưỡng tính để cải mệnh. 4. Phép dùng phương hướng cải mệnh. Xuất hành đi chơi, chọn nghề nghiệp, lựa chọn nơi ở, ứng lấy dụng thần làm tiêu chuẩn, tìm địa phương thích hợp nhất cho bản thân. Ví dụ, tứ trụ lấy kim là hỷ dụng thần, định hướng về phương Tây, chỗ nơi sinh ra để mưu cầu phát triển. Tứ trụ lấy mộc là hỷ dụng thần, định hướng về phương Đông, chỗ nơi sinh ra để mưu cầu phát triển. Tứ trụ lấy hỏa là hỷ dụng thần, định hướng về phía Nam, chỗ sinh ra để mưu cầu phát triển. Tứ trụ lấy thổ làm hỷ dụng thần, nên ở chỗ sinh ra mà mưu cầu phát triển. Tứ trụ lấy kim làm hỷ dụng thần, nên hướng về phía Tây, chỗ sinh ra mà mưu cầu phát triển. Tứ trụ lấy thủy làm hỷ dụng thần, nên hướng về phía Bắc, chỗ sinh ra để mưu cầu phát triển. 5. Phép dùng công việc học tập tọa hướng để cải mệnh. Đơn vị công tác học tập cũng ứng với hỷ dụng thần của bản thân. Tứ trụ lấy kim là hỷ dụng thần, thì chọn lựa công ty có ngành nghề thuộc lĩnh vực kim như vàng bạc đá quý, sau đó điều chỉnh vị trí bàn làm việc. Tứ trụ lấy mộc là hỷ dụng thần nên tọa đông hướng tây. Tứ trụ lấy hỏa là hỷ dụng thần nên tọa nam hướng bắc. Tứ trụ lấy thổ làm hỷ dụng thần nên tọa nam hướng bắc. Tứ trụ lấy kim là hỷ dụng thần nên tọa tây hướng đông. Tứ trụ lấy thủy là hỷ dụng thần nên tọa bắc hướng nam. 6. Phép dùng hoàn cảnh địa lý để cải mệnh. Căn cứ hỷ dụng thần của bản thân lựa chọn sống ở thành thị ở tầng lầu, có điều kiện tốt nhất là ở biệt thự. Ví dụ, tứ trụ lấy kim là hỷ dụng thần, nên lựa chọn chỗ ở có đất thoáng mát và vùng nhiều kim loại khoáng sản. Tứ trụ lấy mộc là hỷ dụng thần, nên chọn lựa chỗ khu vực ôn đới, nhiều cây cối, hoa thảo. Tứ trụ lấy hỏa làm hỷ dụng thần, nên lựa chọn vùng nhiệt đới, vùng đại lục,
cùng khu vực có nhiều khoáng, mỏ than đá, nhà máy điện. Tứ trụ lấy thổ làm hỷ dụng thần, cần chọn lựa vùng hàn lạnh cùng vùng núi cao bình nguyên. Tứ trụ lấy kim làm hỷ dụng thần nên chọn lựa vùng có tính mát mẻ và nhiều khoáng quặng kim, khoáng sản. Tứ trụ lấy thủy làm hỷ dụng thần nên chọn lựa chỗ ở vùng hàn lạnh cùng vùng có nhiều sông nước, biển. 7. Phép dùng ẩm thực để cải mệnh. Ra ngoài đi khách sạn ăn cơm cũng chọn theo tên hỷ dụng thần của bản thân, như dụng thần là kim, đến khách sạn có tên là kim, như khách sạn Ngân Linh. Ở đây là dựa trên cơ sở lựa chọn thực vật ăn cơm. Tứ trụ lấy mộc là hỷ dụng thần nên lựa chọn ăn thực vật có tính ôn, ăn thịt gan mật động vật. Tứ trụ lấy hỏa làm hỷ dụng thần nên ăn thực vật có tính nhiệt, ăn thịt động vật như tiểu tràng, tim gan. Tứ trụ lấy thổ là hỷ dụng thần nên ăn thực vật trung tính, lại cùng với ăn thịt động vật như phổi, bao tử. Tứ trụ lấy kim là hỷ dụng thần nên ăn thực vật có tính mát cùng ăn thịt động vật như phổi, đại tràng. Tứ trụ lấy thủy là hỷ dụng thần nên ăn thực vật có tính hàn cùng ăn các loại thịt động vật như thận, bàng quang và các loại cá. 8. Phép dùng dược vật để cải mệnh. Sử dụng thuốc và nguồn thuốc có phương hướng thuộc hỷ dụng thần của mệnh. Ví dụ, tứ trụ lấy mộc là hỷ dụng thần có thể dùng dược vật có tính ôn ấm. Tứ trụ lấy hỏa là hỷ dụng thần có thể dùng dược vật có tính nhiệt. Tứ trụ lấy thổ là hỷ dụng thần có thể dùng dược vật trung tính. Tứ trụ lấy kim làm hỷ dụng thần có thể dùng dược vật có tính mát. Tứ trụ lấy thủy làm hỷ dụng thần có thể dùng dược vật có tính hàn. 9. Phép dùng chữ số để cải mệnh. Chữ số ngũ hành, mộc là 12, hỏa là 34, thổ là 56, kim là 78, thủy là 90. Căn cứ hỷ dụng thần tứ trụ ngũ hành chỗ thuộc chữ số, bản thân lựa chọn đúng chữ số có ích để tiến hành bổ cứu như biển số nhà, biển số xe, số điện thoại bàn và điện thoại di động, tầng lầu, số hiệu công việc. Hiểu đơn giản là ngũ hành của bản mệnh cần bổ cứu hành gì thì sử dụng các con số phù hợp để bổ trợ. Ví dụ, người mạng mộc thì sẽ dùng các số 1, 2 để may mắn hơn các số khác. 10. Phép dùng nghề nghiệp để cải mệnh. Căn cứ hỷ dụng thần ngũ hành tứ trụ chỗ thuộc đơn vị đóng trên phương vị ngũ hành nào, hành của nghề nghiệp mà bản thân chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Chỗ này là phép chọn nghề để cải mệnh. 11. Phép chọn phối ngũ để cải mệnh. Căn cứ hỷ dụng thần ngũ hành tứ trụ vượng suy cùng có thể hay không, chọn lựa tứ trụ đối phương trong bát tự có lợi cho ngũ hành bát tự của bản thân là lấy đối tượng phối ngũ chỗ hỷ của mệnh cục bản thân. Đây là phép chọn phối ngũ để cải mệnh, trai tài gái sắc như keo, như sơn, sống đến bạc đầu, anh hùng mỹ nhân, những thứ này đều là khắc họa đối với hôn nhân, mỹ mãn, uyên ương ẩu đả, ngưu lang chức nữ, nhân duyên trói buộc, vợ chồng oán hận, cùng giường mà khát mộng, vợ chồng tương phản, tuổi trẻ mà ở quá đều là mô tả đối với bi kịch hôn nhân. Như hai loại trên tuyệt nhiên đều có hiện tượng hôn nhân khác nhau. Ở góc độ xã hội học nghiên cứu thì không có cách nhìn nào tìm ra căn nguyên vấn đề, cũng chính là không có cách nào tìm ra phương pháp ngăn chặn bi kịch. Việc lựa chọn người bạn đời là khó nhất. Vào thời kỳ trọng nam khinh nữ thì khi muốn chọn người con dâu, họ yêu cầu bên nữ cung cấp bát tự của nàng dâu để thầy mệnh lý xem xét nàng dâu có vượng phu ích tử hay không. 12. Lựa chọn bạn bè, đối tác để đổi vận. Đối tác bạn bè của chúng ta cần và họ cũng cần, thì sự trao đổi này tương đối thuận lợi, tương trợ lẫn nhau trong mọi công việc, cuộc sống. Chẳng hạn chúng ta cần thủy thì những người có thể giúp và hỗ trợ chúng ta nhiều nhất là những người vượng thủy, vì bản thân mọi người đều có khí ngũ hành vượng nhất. Vì thế đây là phương pháp chọn lựa rất hữu ích để thay đổi cải vận mệnh của chúng ta. 13. Phép dùng tên y phục màu sắc để cải mệnh. Trước tiên, chọn lựa tên loại y phục cũng theo hỷ dụng thần bản thân, như dụng thần là kim, chọn hiệu kim phong, hiệu ngân linh. Sau đó, căn cứ ngũ hành tứ trụ hỷ dụng thần, chỗ thuộc màu sắc, nên chọn y phục có màu sắc cùng tên với ngũ hành hỷ dụng thần, y vật trong, ngoài, mũ, giày, tất, hoặc tiến hành bổ cứu trang sức phẩm cho nhân thân. Mệnh cục hỷ kim, chọn y phục màu trắng, hỷ hỏa, có thể mặc y phục màu hồng. Mệnh cục hỷ thủy có thể mặc y phục màu đen, màu lam, hỷ mộc, tức cần chọn y phục màu xanh lục. Hỷ thổ chọn y phục màu hồng, màu vàng.
Lưu ý những tư vấn về y phục màu sắc ở trên cần phải xem xét trên cả khía cạnh của lý thuyết phong thủy. Bởi vì nếu chỉ xem xét đơn thuần một chiều bằng tứ trụ như ở trên, có thể sẽ phản tác dụng với các cá nhân khác đang sinh sống trong ngôi nhà đó, hoặc có thể sẽ trái với các lý thuyết về bài trí phong thủy, loan đầu huyền không. 14. Phép dùng vật dụng để cải mệnh. Căn cứ hy dùng thần ngũ hành tứ trụ chỗ chủ về màu sắc, lựa chọn màu sắc dụng cụ cùng với màu sắc hỷ dụng thần ngũ hành để tiến hành cải mệnh. Như hỷ dụng thần chỗ màu sắc thuộc là màu lục thì chọn màu lục, màu xanh sinh hoạt và dụng phẩm công việc. Như dụng cụ gia đình, chăn nệm giường ngủ, màu sắc vách tường, gạch nền nhà, màu bút viết, màu dao. Lưu ý những tư vấn về màu sắc vật dụng ở trên cần phải xem xét trên cả khía cạnh của lý thuyết phong thủy. Bởi vì nếu chỉ xem xét đơn thuần một chiều bằng tứ trụ như ở trên thì có thể sẽ phản tác dụng với các cá nhân khác đang sinh sống trong ngôi nhà đó, hoặc có thể sẽ trái với các lý thuyết về bài trí phong thủy, loan đầu huyền không. 15. Dùng thuật phong thủy trong cải biến vận mệnh. Phong thủy là môn khoa học tổng hợp của các môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết khác như là vật lý địa cầu, thủy văn địa chất, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, môi trường học và kiến trúc. Người vận dụng phải có kiến thức tổng hợp, biết xem xét thiên nhiên môi trường, cải tạo nó thành môi trường tối ưu cho con người sinh sống để phát triển tốt đẹp. Đích cuối cùng của phong thủy phải là thiên nhân địa hợp nhất. Con người đạt đến cái đích thấu hiểu những quy luật của trời đất và sống hòa hợp với những quy luật ấy. Từ trước đến nay thì những quy luật của thiên nhiên, của trời đất, vũ trụ vẫn vô tư tồn tại. Chỉ có con người duy ý chí mới cho rằng mình sống không cần phụ thuộc vào nó, nên vô tình đã phạm phải những điều gây tai họa cho chính bản thân con người. Cải biến vận mệnh theo phong thủy địa lý như là hướng nhà, hướng cổng, cửa phòng ngủ, bếp hợp với cung phi gia chủ thì sẽ thay đổi được 10% số mệnh cuộc đời. 16. Đổi chữ ký để thay đổi vận mệnh. Chữ ký cũng có tác dụng là thay đổi sự may mắn hay rủi ro trong cuộc đời. Có chữ ký làm cho cuộc sống gặp may mắn, công việc trôi chảy, nhưng cũng có chữ ký làm cho cuộc sống trở nên thăng trầm bất định. Nếu đang xuôi, ta đổi chữ ký và thấy cuộc đời thay đổi tốt lên thì hãy dùng chữ ký đó. Khoa tướng số, chỉ cần nhìn chữ ký người ta có thể đoán biết về số phận của người ký tên. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các clip tiếp theo.